This is brown sugar. She's cooking brown sugar for braised fish. Ở đây, anh xem bài trước của bạn là tốt tốt hơn chăn của các bạn này rồi. Anh nói sao là tụi ba cái bạn mọi người cao cho mình. Cái này có một điều. Nên là cái đây nó sao bút nó sao bút nổi đây, ba con bảy ở đây. Nên khai mình khai không ăn được quan bây giờ thì nó khai nó chuẩn đối số sản nó mới phải buôn rồi cao các bạn mọi chứ. Quan bây giờ chiến hai nít bốc nó có lời phơi chứ. Hay nó cái quan chiến. Hay rôm tân dù thuê bay quan chiến nó khai nữa. Ai tăng món và lại lấy ở trong khối ai tha ai cái nhà email ai phu ở những bên đây nữa ông mưa ai cay ông bị là kia còn có bạn thôi ai cô ba trăm cây ao vậy làm sao mà này tôi tới đây con phải làm thế tôi hay mà nó trong trên tới càng đúng mà nó mới rất lâu ấy nó cái nó kìm tô kìm tô cái gì lá ông chú bạn lá cái này mày cứ khó khó đi khó thế mày ô anh thấy khó hay anh thấy gì đấy đây lạc đi ngay rồi đó anh tôi con lạc hai tới rồi cũng như thầy cô xử lý nước nhau rồi không tới cũng không tới bố ngày mà cô xử lý được nha cô mau ai cô này mày cũng chẳng hồ luôn ăn cho cha ta không ao thấy thấy cho cho đấy cà phê nữa à, không ao thấy sao những phanh mình đó có hô cái nhông thêm mã đẹp nhông thế bảo ôm nhàm bờ bò có thêm lúc phui ở sân mình có thời trang này thấy thấy và cho cho đấy không quên này cho mình ở đây đấy thấy một ở đây thì lê thấy một nhàm tôi nhông đá nhông thật một chỗ chứ cả muốn quay lấy nhông lo cái ấy cả muốn thấy thấy thì lấy nhà thôi vì là mà cho được nhóm bây giờ người đây bao lương ao rồi mà bị đặt tập thì hết bao nhiêu đặt tập vì bẹt bẹt tam bất thấy vì ở bị đặt tập vì luôn mến luôn một cây mến ở tết nít câu nhau ta vì từ tập có ai pa với em ôi chuối nè hồi nhỏ bao lương khang rồi Here is a braised fish, almost done. It smells delicious. It's snakehead fish head.